Câu hỏi này thì cũng rất nhiều người bệnh nhân mà sau mổ ung thư trực tràng 5 cm, tức là xếp vào ung thư trực tràng thấp, thì sau mổ thì có những cái triệu chứng chẳng hạn như là đi đại tiện nhiều lần, đi đại tiện sau mổ vẫn còn đau, thế rồi là kích thích tiểu buốt, tiểu rắt. Nhưng có một cái bạn không quá lo lắng, nếu như mà chồng bạn mà sau mổ 4 tháng rồi, nếu mà cân nặng vẫn tăng được cân nặng và đi đại tiện không có máu, còn cái triệu chứng chẳng hạn như bạn nói là đau ấy, thì thông thường những cái trực tràng thấp mà phẫu thuật bảo tồn cơ thắt, tức là cái cơ hậu môn để giữ cái động tác đi đại tiện của mình á, thì sau khoảng độ 6 tháng sẽ hồi phục gần như là hoàn toàn. Cái vấn đề hồi phục nhanh nhanh hay chóng thì cũng còn phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố, chẳng hạn như là sau mổ thì có xạ trị hay không, trước mổ xạ trị với cái liều như thế nào, bởi đây là những cái nó là tác dụng ở tại chỗ. Còn một cái điều nữa là dinh dưỡng sau mổ của những người bệnh ấy, thì thường là sau mổ thì hay chính vì đau cho nên là ngại cái chuyện là ăn uống, thế rồi ăn uống rồi là ngại ăn rau, rồi uống thậm chí uống rồi không đủ nước, thế rồi lại cũng không dám cả vận động. Tất cả những cái đấy đó nó làm cho cái triệu chứng, cái những cái dấu hiệu của cái đau rồi cái nó sẽ kéo dài, nó phục hồi nó lâu hơn. Thì tóm lại với cái giải phẫu và cái mổ như của bạn đã nói, thì nhắc lại là nếu như bây giờ cái trường hợp của ông chồng mà không giảm cân, ăn uống vẫn được và đi đại tiện không có máu, thì còn những cái triệu chứng như là đau như buốt, thì lưu ý đến chế độ dinh dưỡng và tập phục hồi chức năng và vận động, và sau 6 tháng thì hầu hết những cái triệu chứng nó sẽ gần như là trở về được bình thường. Thì nếu bạn còn có băn khoăn gì nữa thì hãy đến cái chỗ cơ sở, đến cái chỗ bác sĩ mà đã phẫu thuật, thì chỗ cơ sở đã phẫu thuật cho bạn, hoặc là có thể đến cái chỗ với các bác sĩ chuyên gia của bệnh viện ca, chúng tôi sẽ thăm khám cụ thể và tư vấn và sẽ có cái kế hoạch điều trị cho bạn để hiệu quả nó đạt được tốt hơn. Cảm ơn.